Bộ sản phẩm vạn thọ lùn. Có cả gói 50 hạt và gói 1 gram nha các bạn. Này là nhụy xanh này. 50 hạt này. Vàng chanh này. Cam đỏ này. Vàng đậm và cam đỏ nữa. Đây, có gói 1 gram và gói 50 hạt nhé. Loại nào cũng có đủ 1 gram và 50 hạt. Đây là cây giống. Cây giống thì loại này gieo trên vị 209 lỗ. Thì cái bầu nó nhỏ hơn. Cái này là vị 114 quên. Cái bầu nó to, cái cây nó sẽ to mập hơn. Thì mình gieo loại nào cũng được.